Trong những năm qua, những người lính trẻ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài không ngừng khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo trong công tác bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia, góp phần giữ gìn an ninh trật tự vùng biên. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phụ trách quản lý đoạn biên giới dài 17 km. Hệ thống cột mốc trên tuyến biên giới do đồn quản lý đã được xây dựng hoàn chỉnh, gồm 9 mốc chính, 33 mốc phụ, 9 cột dấu, đã phân giới khoảng 15/17 km. Với đặc điểm địa hình biên giới tương đối bằng phẳng, chủ yếu là ruộng lúa, hoa màu của nhân dân hai bên biên giới, phát sinh nhiều đường mòn, lối mở qua lại biên giới. Do đó, các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi đưa, dẫn người nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Tình hình hoạt động của các loại tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, vũ khí, tiền tệ, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, cửa khẩu vẫn còn xảy ra. Tuy nhiên, với ý chí quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm, những người lính trẻ biên phòng nơi đây đã trở thành lực lượng đồng cốt, đã và đang ngày đêm canh giữ từng tấc đất biên cương, đấu tranh chống lại các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia. Trong 6 tháng đầu năm 2024, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Cán bộ chiến sĩ đơn vị đã đấu tranh triệt phá hàng loạt vụ án buôn lậu ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng truy nã, góp phần làm trong sạch địa bàn. Đơn vị đã đấu tranh bắt giữ được 8 vụ với 8 đối tượng buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới, khởi tố 7 vụ với 7 đối tượng về tội buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy với tang vật gần 4,5 kg ma túy các loại, bắt đối tượng truy nã 21 vụ với 21 đối tượng, đặc biệt có một đối tượng truy nã quốc tế. Bên cạnh đó, cán bộ chiến sĩ đơn vị làm tốt công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đường biên cột mốc, xây dựng địa bàn khu vực biên giới ổn định, an toàn, xây dựng đơn vị nề nếp, chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài với đặc điểm là 1/3 quân số thuộc chi đoàn là cán bộ đoàn viên thanh niên trẻ, nên là các đồng chí luôn xung kích thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Ban chấp hành chi đoàn là những cán bộ nhiệt huyết, nhiệt tình, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, nên là đã lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác, kế hoạch của đơn vị, như xung kích trong quản lý bảo vệ biên giới, trong đấu tranh phòng chống tội phạm và trong tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, và đặc biệt là tham gia giúp dân trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Với khẩu hiệu tuổi trẻ hành động vì biên cương tổ quốc, chi đoàn đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã xây dựng các mô hình tổ tuần tra biên giới, vòng gác thanh niên và đã trở thành những mô hình hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên giới. Qua đó, mọi cán bộ, đoàn viên thanh niên luôn nêu cao tinh thần thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác canh gác, canh phòng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, mật phục, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, đấu tranh phòng chống các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại. Trong thời gian qua, chi đoàn đồn có tổ chức rất nhiều các hoạt động phong trào có ý nghĩa, cũng như các mô hình gắn với nhiệm vụ liên quan đến mà bảo vệ biên giới quốc gia. Thì bản thân tôi cũng thấy là chủ động tích cực tham gia các hoạt động của phong trào của đồn toàn là tổ chức, và mong muốn góp phần để xây dựng vững mạnh nữa đơn vị và bảo vệ biên giới quốc gia. Thì ban chấp hành chi đoàn đã chủ động trong công tác quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các văn bản cấp trên đến với toàn thể đoàn viên thanh niên của đơn vị, nhằm tạo tinh thần xung kích, sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia, gắn với phong trào tuổi trẻ hành động vì biên cương tổ quốc, cùng với các mô hình hiệu quả như là tổ tuần tra biên giới hay là vọng gác thanh niên của đơn vị. Cùng với đó thì việc kết hợp chặt chẽ giữa công tác phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình nhân điển hình tiên tiến với các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua cao điểm của đơn vị thì cũng được đẩy mạnh, nhằm mục đích
tạo cái điều kiện và cơ hội cho đoàn viên thanh niên được chứng tỏ bản thân và cổ vũ, khơi dậy, động viên tinh thần quyết tâm trong thực hiện các nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống các loại tội phạm của đơn vị. Bên cạnh đó, các chiến sĩ trẻ đơn vị còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội giúp đỡ nhân dân địa phương qua các hoạt động dân vận đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chương trình nâng bước em tới trường, chắp cánh ước mơ, tháng thanh niên, tháng 3 biên giới. Với những việc làm thiết thực của các chiến sĩ trẻ đã góp phần xây dựng tình đoàn kết quân dân vùng biên thêm bền chặt. Cấp ủy ban chỉ huy đồn luôn nhận thức sâu sắc, luôn là có quan điểm là tổ chức đoàn sẽ là cánh tay nối dài, lực lượng xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thì cấp ủy, đảng ủy, ban chỉ huy đồn luôn đề cao, chú trọng công tác giáo dục, tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên của đơn vị có một nhận thức chính trị đúng đắn và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kịp thời, thường xuyên tổ chức quán triệt những văn bản chỉ đạo của cấp trên đối với tổ chức đoàn cũng như là đối với từng cán bộ, đoàn viên thanh niên của đơn vị. Với những thành tích đã đạt được, tuổi trẻ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã khẳng định vai trò quan trọng của mình trong công tác bảo vệ biên giới. Trong thời gian tới, đảng ủy, ban chỉ huy đồn sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để tổ chức đoàn phát triển mạnh mẽ hơn nữa, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới.